đến thiền sư giới không? Thôi, muốn nghỉ sớm thì nghỉ. Nguyện đem công đức này ai đến thiền sư không giới? Giới không? Thiền sư giới không? Đời thứ 15 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư tục danh là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mãn Đậu. Thuở nhỏ sư đã mến Phật Pháp theo thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa trên núi Chơn Ma, xuất gia và thọ giới cụ túc. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ. Sau sư đến Lịch Sơn dựng một am nhỏ, chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm. Rời am, sư chống gậy xuống núi, tùy phương hóa đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa, cấm túc 6 năm, tu hạnh đầu đà. Thì đọc hai cái đoạn này, chúng ta thấy cái công phu tu hành của Ngài giới không? Nghĩa là đoạn thứ nhất là ở am 5-6 năm, không có đi đâu. Rồi đoạn thứ hai là cấm túc trong hang 6 năm, thì mình cộng lại thì ít nhất cũng là 11 năm. 11 năm ở một chỗ tu thì đó là một cái công hạnh mà thế thường ít ai làm được. Vua Lý Thành Tông 1128-1138 nhiều lần về kinh, sư từ chối mãi, sao bất đắc dĩ mới nhận lời. Về đến kinh, vua sắc sư ở chùa Gia Lâm để giáo hóa. Về già, sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát, quận Mãn Đậu. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. Một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng: ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh quỳnh xích bạch hát. Thiên hạ tại gia xuất gia, tham sanh ố tử vi tặc. Bất tri sanh tử dị độ, sanh tử chỉ thị thất đắc. Nhược ngôn sanh tử dị đồ, cám trước Thích Ca Di Lặc. Nhược tri sanh tử, sanh tử phương hội lão tăng xứ nặc. Nhữ đẳng hậu học môn nhân, mạc nhận bàn tinh quỷ tắc. Tạm dịch: ta có một việc kỳ đặc, đẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích sanh chán tử là giặc. Chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất. Nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Vì ví viết sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ náo. Môn nhân hậu học các người, chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Bài kệ này nghe nó không có êm ái như những bài kệ khác, nhưng mà cái đạo lý của bài kệ này cũng rất là sâu xa. Như ở trên, ngã hữu nhất sự kỳ đặc, tức là Ngài bảo rằng ta có một việc rất là kỳ đặc. Kỳ đặc cái việc đó thế nào? Phi thanh quỳnh xích bạch hát. Cái kỳ đặc đó nó không phải tất cả màu sắc. Nói cái khác là không phải màu sắc, không có tướng hình. Vì có hình tướng, có màu sắc là cái vật có tướng, có sắc. Mà có tướng, có sắc là vật vô thường.
Cho nên ở đây nó không phải tất cả màu sắc để nói là không có sắc tướng. À, thiên hạ tại gia xuất gia thì những người ở tại gia và xuất gia thanh sanh ố tử vi tặc. À, thân là gần, tức là ưa sống mà ghét chết, đó là giặc. Thì như vậy mình đây có giặc không? À, vậy còn thích sống mà sợ chết. Tại sao Ngài nói thích sống sợ chết là giặc? Bởi vì nếu biết được cái việc kỳ đặc của mình rồi thì cái việc đó nó không phải là cái sắc tướng vô thường. Còn cái thân này là cái thân có sắc tướng, là cái thân vô thường. Mà đã là có một cái không vô thường mình biết được rồi thì cái vô thường này còn mất có nghĩa lý gì? Nếu mình đặt thành vấn đề nghĩa lý đối với sự còn mất của thân vô thường này thì đó là mình chưa hiểu đạo, mình chưa có thấu suốt được cái kỳ đặc này. Cho nên Ngài cho đó là giặc, giặc là ở chỗ đó đó. Bất tri sanh tử dị lộ, nghĩa là mình không biết cái chết và cái sống nó là khác đường. Sanh tử chỉ thị thất đắc, nghĩa là sanh và tử chỉ là được với mất thôi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không biết cho nên thấy sanh là sống, tử là chết, một bên là còn sống để mà hoạt động, một bên thì chết mất đi không còn gì. Cho nên hai đường khác nhau. Đó là tại vì chúng ta không biết được cái lẽ thật. Chứ nếu chúng ta biết được lẽ thật thì thân này sanh chẳng qua là tứ đại hòa hợp, gọi là duyên hợp, thì gọi đó là sanh. Còn tử là tứ đại ly tán, tức là duyên nó chia lìa thì gọi là tử. Cho nên nói rằng tử và sanh chỉ là được với mất. Được tức là tụ, mất tức là tán. Chỉ là duyên hợp là được, duyên ly tán là mất. Như vậy thì cái sanh cái tử là chuyện của duyên, chứ đâu có phải là cái chuyện thật của mình. Nhược ngôn sanh tử dị đồ, cám cước Thích Ca Di Lặc. Mà nếu người nào mà nói sanh tử là hai cái con đường khác nhau á, thì người đó đã lừa Đức Phật Thích Ca, lừa Đức Di Lặc luôn. Tại sao vậy? Vì người đó họ không có thấy được cái chỗ không sanh tử mà chư Phật đã thấy. À, cho nên họ chỉ mắc kẹt ở trên cái tướng hình sanh tử thôi. Nhược chi sanh tử, sanh tử phương hội lão tăng xứ nặc. À, nếu ai mà biết rõ cái sanh tử là sanh tử, nó không có cái gì là khác, không có cái gì là phân biệt, thì người đó mới biết cái chỗ ẩn náu của ta. À, người đó mới biết cái chỗ ẩn náu của ta, tức là Ngài ẩn chỗ nào? Ngài ẩn chỗ kỳ đặc của Ngài đó. Nếu khi nào mình thấy sanh tử là sanh tử, không có quan tâm, không ưa, không sợ, thì cái người đó mới thấy được chỗ mà Ngài ẩn. À, nhữ đẳng hậu học môn nhân, tức là tất cả các cái đồ đệ các ông, những cái hàng hậu học sau này, mạc nhận bàn tinh quỷ tác. Chữ bàn tinh, chữ tinh là cái trái cân, chữ bàn là cái cân bàn, trái cân của cái cân bàn. Quỷ tác tức là phép tác, thành ra tôi dịch chữ khuôn mẫu đó là dịch nó theo cái nghĩa thoát. Chẳng lẽ mình nói trái cân hay là nói cân bàn nghe sao được? Bởi vì thường thường mình muốn biết cái vật nặng hay nhẹ thì để lên cân mình cân, phải không? Như vậy thì cái cân đó để định cái giá trị nặng nhẹ của nó, mà định cái giá trị nặng nhẹ của nó đó là khuôn mẫu, là mẫu mực rồi chứ gì. À, thì như vậy qua cái bài kệ này, Ngài đã nói lên trong tất cả chúng ta ai cũng có một cái kỳ đặc. Cái kỳ đặc đó nó không phải là những sắc tướng vô thường
sinh diệt, mà bởi chúng ta không hiểu được cái đó, cho nên rồi chúng ta ưa sanh ghét tử. Mà nếu chúng ta đã có ưa sanh ghét tử là chúng ta không hiểu gì về cái đó hết. Chúng ta là cái kẻ sống không có thấy đạo, cho nên gọi là tặc. Còn nếu mà mình chấp cái sanh tử là hai bên, là con đường khác nhau, thì đó là mình chưa có biết cái lời dạy của Đức Thích Ca, Đức Di Lặc. Nếu mà mình biết sanh tử là sanh tử, không có cái ưa sanh, không có ghét tử, tâm mình như như trước cái tử sanh, thì đó mới là thích hợp với Ngài. Vì vậy mà khuyên tất cả nên thấu hiểu cái điều đó, chứ đừng có mắc kẹt trên cái hình thức, cái công thức này công thức nọ, mà phải đạt được cái chỗ sanh tử đều là không khác, tức là không còn ưa sanh ghét tử, thì người đó mới là cái người thấy đạo. Nói kệ xong, sư cười một tiếng rồi chắp tay viên tịch. Môn nhân và đệ tử là Châu Mục Lê Kiếm sai các cán đinh làm việc quả táng, thu xá lợi xây tháp thờ, đồng thời đắp tượng sư để xuống giường. Đó là một vị thiền sư mà chúng ta thấy cái công tu của Ngài, nghĩa là ngót 11 năm chuyên trì không có quên, rồi sau này Ngài mới đi giáo hóa. Giờ tới một thiền sư khác là thiền sư Chân Không. Ngày xưa tôi đặt tên cái thiền viện Chân Không đó là tại tôi cũng có cảm tình với Ngài này nhiều. Vậy thiền sư Chân Không nó có hai cái điều mà tôi có cảm tình, để đọc đoạn sau rồi quý vị thấy. Ngài sinh 1045, tịch 1100, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Vương, tục danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, con nhà sang trọng. Lúc mẹ mang thai sư, cha mộng thấy tăng cao cho cây tích trượng, sau đó sư sinh ra sư. Khỏi nhỏ sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vặt. Năm 15 tuổi sư đã bác thông sách sử, đến 20 tuổi sư xuất gia, rồi dạo khắp Tùng Lâm tìm nơi khế hợp. Sư đến pháp hội chùa Tỉnh Lự, núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, quát nhiên tỉnh ngộ. Cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Sư ở đây nhập hết 6 năm, sự tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó được truyền tâm ấn. Cái câu mà dụ khác nào con rùa mù tìm bọng cây thì xuất xứ từ đâu? Phải không? Nghe Pháp Hoa thì chỉ nhắc lại mà A Hàm, A Hàm là cái vụ con rùa mù tìm bọng cây đó. Con rùa mù mà tìm bọng cây, cái bọng cây nó trôi nổi trên mặt biển, con rùa mù thì nó nằm ở dưới đáy biển, mà cả trăm năm mới trồi đầu lên để tìm cái bọng cây mà chung vào, thì chừng nào tìm thấy, chừng nào tìm gặp, tưởng chừng như không bao giờ gặp, nhưng mà được gặp thì chuyện quá hy hữu, phải không? Quá hy hữu, cho nên mới dùng cái này để mà dụ. Đó là khi mà cái người tu khế hợp được với đạo rồi thì chẳng khác nào như con rùa mù mà tìm gặp được bọng cây, là một điều quá hy hữu. Chứ nếu đời tu mình mà không khế hợp được với đạo thì thật là uổng đi một đời. Sao sư đến núi Từ Sơn dừng trụ, tự lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi. Danh tiếng vang dậy xa gần, vua Lý Nhân Tâm nghe danh xuống chiếu mời vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa. Thính giả nghe giảng ai nấy đều kính phục. Bây giờ thái quý Lý Thường Kiệt và Châu Thức Sử
tướng quốc thân vương rất kính trọng, thường xả tài vật cúng dường. Những phần cúng dường sư đều dùng làm sự vào việc sửa chùa, xây tháp, đúc hồng chung để lại đời. Về sau sư trụ trì chùa Chúc Thắng trên núi Phổ Lại, có vị tăng đến hỏi thế nào là diệu đạo. Sư đáp: sau khi giác rồi mới biết. Tăng hỏi: giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời giải hôm nay làm sao hội được? Nghĩa là hỏi thế nào là diệu đạo, thì ngài đáp rằng sau khi giác ngộ rồi mới biết. Giác ngộ rồi biết thì ông tăng không thưa: vì cái giáo chỉ từ trước con chưa có rõ, bởi giác ngộ rồi mới biết làm sao con biết được, chưa hiểu mà biểu giác ngộ rồi biết thì làm sao bây giờ, khi chưa giác ngộ mà làm sao biết. Thì ngài nói: nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàng đan quán cốt được mang về. Nếu nói rằng ai mà đến được trong động sâu của tiên gia thì sẽ mang được cái hoàng thuốc quán cốt, tức là đổi xương, đổi già thành trẻ, đã được cái hoàng thuốc đó mang về. Thì như vậy ý ngài nói làm sao? Nghĩa là ai đối ở trong đạo mà đi sâu được, thấu suốt được rồi, thì người đó sẽ được cái kết quả diễn cả cuộc đời mình. Cũng như người tìm được cái động sâu của tiên gia rồi được cái hoàng thuốc quán cốt vậy. Thì ông tăng không thắc mắc mà hỏi thế nào là hoàng đan, tức là cái hoàng thuốc, cái duyên thuốc. Thì ngài đáp: nhiều kiếp tối tâm không hiểu thấu. Cái hoàng thuốc đó nhiều kiếp tối tâm không có thấy được nó, hôm nay chợt ngộ được khai minh, tức là nếu hôm nay mà ngộ được thì nó liền mở sáng. Thì như vậy ông ta hỏi cái hoàng thuốc thế nào, thì ngài nói rằng muôn kiếp rồi bị tối tâm nên không thấy được nó, một hôm mà chúng ta chợt ngộ được thì liền mở sáng. Như vậy thì ý nói rằng nếu khi mà chúng ta chưa có thấy được đạo thì bị vô minh nó che phủ, không biết gì hết, mà một khi chúng ta thấy đạo rồi thì trí tuệ liền mở sáng chứ không có gì. Ông Tam hỏi thế nào là khai minh, thì ngài liền đáp hai câu: khai minh chiếu khắp cõi ta bà, tất cả chúng sanh chung một nhà. Khai minh là mở sáng, khi mở sáng rồi thì nó chiếu khắp cả cõi ta bà này, ở đâu cũng sáng. Rồi chừng đó mới thấy tất cả chúng sanh chung một nhà, nghĩa là mọi người đều có một cái thể đó, không ai thiếu, cùng là bạn, cùng là con một nhà với nhau hết, chứ không gì lạ. Tăng lại thưa: tuy nhiên không biện rõ. Thì thứ nhiên ông Tăng nói rằng tuy ngài nói vậy nhưng mà con chưa có biện được, chưa có rõ thấu được. Thì ngài đáp: chốn chốn đều gặp y, tức là chỗ nào cũng có mặt y hết. Thì ông Tăng hỏi tiếp: cái gì là y? Thì ngài đáp: kiếp quả trái tan, mãi mai sạch, núi xanh như cũ, mây trắng bay. Nghĩa là y là cái gì? Y nghĩa là cái mà dù cho cái kiếp quả là nó trái tiêu hết sự vật ở trên thế gian này, mà cái đó giống như hòn núi xanh vẫn còn như cũ, mây trắng vẫn bay ở trên cái hòn núi xanh. Thì nói cách khác, cái y đó đó là cái mà dù cho cái thân này, cái cảnh này bị vô thường biến hoại, mà cái đó không bao giờ bị đổi thay, đó là y. Tăng hỏi: khi sắc thân bại hoại thì thế nào? Ngài đáp: xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn, chỉ là xuân. Xuân đến xuân đi,
ngỡ xuân hết, tức là mùa xuân qua, mùa xuân lại, người ta tưởng là mùa xuân hết, rồi qua nở, qua tàn, chỉ là xuân. Như vậy thì trong khi thời gian biến đổi, sự vật cũng đổi thay, nhưng mà trong đó cái xuân, chỉ xuân ở đây Ngài muốn nói là y đó, cái đó thì vẫn không mất. À, ông Tăng suy nghĩ, ông Tăng nghe tới đó ông suy nghĩ, Ngài quát rằng đất bằng sau nhiều năm thực vật đều thơm ngát. Cái câu đó dễ hiểu không? Đất bằng sau nhiều năm thực vật đều thơm ngát, nghĩa là nếu được đất bằng nhiều năm rồi thì cỏ cây hoa lá đều thơm ngát. Mà đất bằng đó là đất nào? À, tâm địa nhược bình. À, đất bằng mà nếu bằng được nhiều năm rồi thì từ chỗ đất bằng đó sẽ mọc lên những hoa thơm cỏ lạ để cho chúng ta được hưởng. À, như vậy thì ông Tăng ông liền lễ bái. Như vậy thì chúng ta thấy cái lối dạy của Ngài rất là rõ ràng. Tuy mới nghe như khó, nhưng mà sự thật xét kỹ nó rõ lắm, nó không có khó khăn như các vị khác. Vãn niên sư trở về quận nhà, trùng tu lại ngôi chùa Bảo Cảm. Công việc chùa xong, vừa xong, ngày mùng 1 tháng 11 niên hiệu Hội Phong thứ 9 1100, sư báo tin sắp địch, nói bài kệ Diệu Bổn Hư Vô Hư Minh, Hư Vô Minh Tự Khoa, Hòa Phong Suy Khởi Biến Ta Bà, Nhơ Nhân Tận Thức Vô Vi Lạc, Nhược Đắc Vô Vi Thủy Thị Gia. À, dịch: Diệu Bổn Thênh Thang Rõ Tự Bài, Gió Hòa Thổi Dậy Khắp Ta Bà, Người Người Nhận Được Vô Vi Lạc, Nếu Được Vô Vi Mới Là Nhà. À, thì như vậy bốn câu kệ chót của Ngài, chúng ta thấy Ngài cũng nói một cách rõ ràng, không có ẩn khuất gì hết. Nói rằng cái diệu bổn là cái thể sẵn có nhiệm màu của chúng ta, nó thênh thang, tự rõ ràng, tự hiện bài trước mắt, chứ không có giấu giếm đâu hết. Khi mà gặp thì gió mát nó thổi dậy, thì cái diệu bổn đó nó trùm khắp cả cái thế giới này, chứ không có ẩn, không có giấu ở đâu. Chữ gió mát này là để nói lên cái chỗ hòa phong, là gió hòa tức là gió, mà điều hòa tức là mát mẻ. Khi mà chúng ta đạt đạo hay là tới cái chỗ ngộ đạo thì chừng đó chúng ta mới thấy cái diệu bổn đó nó trùm khắp hết, không có thiếu vắng ở chỗ nào. Người người nhận được vô vi lạc, tức là ai mà nhận được cái chỗ vui vô vi đó đó, thì nếu được vô vi mới là nhà, đạt tới chỗ vô vi á, chỗ đó mới là nhà. Thì ở đây dùng cái chữ vô vi là đối với chữ hữu vi. Mà mấy vấn đề biết hữu vi là sao không? Sao gọi là hữu vi? Sao gọi là vô vi? Hữu vi là cái gì có sanh có diệt, phải không? Mà thường thường ở trong đó định nghĩa sanh, trụ, dị, diệt, hay là cái chỗ nó đơn giản là sanh, trụ, diệt, thì cái pháp đó là hữu vi. Còn cái nào không sanh, trụ, diệt thì cái đó là vô vi. Thành nó như vậy thì cái vô vi lạc này là cái vui ở trong cái thể vô vi, nó không còn có sanh diệt nữa. Mà đến cái chỗ không còn sanh diệt nữa đó, đó mới thực là nhà của chúng ta. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền thường gọi là hoàng hương hay là quy gia đó. Quy gia tức là trở về nhà, hoàng hương tức là trở về cố hương. Đó là ý nói trở về cái chỗ vô vi an lạc đó mới là nhà mình, mới là quê hương của chính mình. Đến nửa đêm sư lại bảo: Đạo của ta đã thành,
ta giáo hóa đã xong, vậy ta tùy ý ra đi. À, như vậy thì Ngài nói hai, ba cái trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là phần tu của Ngài thì Ngài đã đạt đạo rồi. Phần giáo hóa của Ngài thì giáo hóa đã viên mãn rồi. Thì tới cái phần thứ ba là tùy ý ra đi, phải không? Còn nếu ba cái đó, hai cái trước chưa rồi thì cái thứ ba ra đi chưa có tự tại. À, về ngồi kiết già mà tệt thọ 55 tuổi được 36 tuổi hạ, đó là phần của Ngài. Bây giờ nói tới phần đồ đệ. Hoàng Thái Hậu, công chúa Thiên Thần, Diệu Nhân Ni Sư và đông đảo đệ tử làm lễ cúng dường trai tăng 2 ngày. Đại sư Nghĩa Hải ở chùa Đại Minh được vua ban tử y, Sa Môn Pháp Thành toàn thể đồ chúng lo đủ lễ an táng sư, xây tháp bên ngoài trai đường. Học sĩ Nguyễn Văn Cử văn chiếu soạn lời minh ghi trên tháp, trong bộ thượng thơ Đoàn Văn Khâm làm thơ truy điệu sư. Thì như vậy Ngài chân không, Ngài không phải chỉ có đệ tử là tăng thôi, mà còn có đệ tử ni. Mà chúng ta thấy cái thời lý, cái người xuất gia minh ni trước nhất là Ni Sư Diệu Nhân. Thì như vậy mở màn ở trong nhà thiền thì Ngài chân không là cái người có đủ hai cái bộ tăng chúng, tức là tăng và ni. À, như vậy thì mới thấy cái đặc biệt của Ngài ở thời đó. Bây giờ cái lời truy điệu của ông Đoàn Văn Khâm: hạnh cao triều giả chấn thanh phong, tích trụ như văn mộ tập long, nhân vũ hốt kinh băng huệ đấm, đạo lâm trường phá hiển sinh tầm, phần quanh bích thảo chim tân tháp, thủy trám thanh sơn nhận tạ dung, tịch tịch thiền quang thùy cánh khấu, kinh hoa sầu thính mộ thiên chung. Hai câu kết rất là tài. Tôi tạm dịch: trong triều ngoài nội kính gia phong, chống gậy đường mây quyện bóng rồng. Đó, hai câu đó là để tán thán cái công và cái đức của Ngài, nghĩa làm cho mọi nơi đều kính nể. Ngài đến đâu thì mọi người đều dây quanh để mà học đạo. Đó, bây giờ tới cửa từ chợt quảng giường cột đổ, rình đạo vùi người cõi phong long. À, hai cái câu này bỗng cái tin Ngài tịch, được cái tin Ngài tịch. Ngài tịch giống như là giường cột của chùa đã đổ hết rồi, cả rình đạo, rình đạo tức là toàn thể tăng ni đều rung rinh. Cho nên cõi phong long, đó là diễn tả. Hai câu này là diễn tả cái đau đớn khi hay tin Ngài tịch. Ngài tịch đi 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 dường như là làm cho cái chùa chiền tăng chúng đều phải rúng động, đều phải đổ ngã. Rồi giờ diễn tả: cỏ biếc quanh mồ thêm tháp mới, non xanh nước thấm gửi thân trong. À, bây giờ ở trong vùng cỏ biếc, bây giờ có thêm một cái tháp mới dựng lên trong chốn non xanh nước thấm này, thì Ngài gửi thân ở nơi đó. À, bây giờ nói cái lòng tiếc nuối buồn bã của người sao: vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ, văng vẳng chuông chiều nát cõi lọc. Hai câu nó thật là hay. Nghĩa là thường thường còn Ngài sống thì cả lại gõ cửa hỏi cái này người thưa cái kia, phải không?
Bây giờ ngài tịch rồi, cửa thiền đóng im, không còn ai tới gõ cửa nữa. Đó là để chỉ cho cái tính cách vắng vẻ, hiu quạnh của nhà chùa. Rồi bây giờ chiều chiều chỉ còn nghe tiếng chuông vang lại một cách êm ái, nhẹ nhàng, làm cho cõi lòng người ta tan nát khi nghĩ nhớ tới người đã mất. Đó. Thì cái bài thơ của ngài, tư điệu của mặt ngài rất là hay. Bây giờ tới thiền sư Không Lộ, ở trong đây tôi có để A và B, nhưng mà sau này truy cứu lại thì ngài Không Lộ A này là ngài Nguyễn Chí Thành, hay chỗ khác nói là ngài Nguyễn Minh Không, đúng hơn, chứ còn không phải Không Lộ A, Không Lộ B, mà là hai người hẳn. Bởi vì khi tôi soạn dịch đây thì chúng tôi y cứ theo những cái bản cũ thì thấy ngài Nguyễn Minh Không và ngài Không Lộ ở trong cái chỗ ông Trần Văn Giáp trong cuốn là Buddhist An Nam hồi xưa của ông đó, thì ông nói như là một thôi. Nhưng mà sau này khi mình dịch ra rồi tra cứu lại thì thấy rõ là hai người chứ không phải một, nhưng mà có một hai điểm trùng hợp rồi mình tưởng như một. Thì như vậy thì ngài Không Lộ này, Không Lộ mà A này tức là ngài Nguyễn Minh Không, đúng là như vậy, ngài Nguyễn Minh Không. Ngài sinh năm 1076, tịch năm 1154, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn 1076 tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định. Thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa Môn, mà không nói thầy Sa Môn nào, được phép Lục Trí Thành. Trở về quê, sư tạo ngôi chùa Diên Phước, ở đó chuyên trì chú Đại Bi. Thì như vậy nói Thiên Trúc chứ có lẽ ngài cũng đi tới một nước nào đó ở miền Tây, rồi ngài học, cho nên rồi có lấy cái thành thông, cái trì chú làm gốc. Bây giờ sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí. Đại Nam Tứ Khí tức là tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh, cái vạt, là tứ khí. Xong mẹ, nhà nghèo, sức ngọn. Một hôm sư suy nghĩ, nước tống ác có nhiều đồng tốt, có thể dùng đúc được. Nghĩ xong sư thẳng đường sang Bắc Triều, tức là Trung Quốc. Trước nhất sư ghé trọ một nhà trưởng giả xin mảnh đất bằng chiếc ca sa để lập kỳ viên. Trưởng giả cười bảo, xưa kia thái tử nhà Lương muốn lập kỳ viên mảnh đất rộng đến ngàn dặm lấy vàng lót đất, tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì? Đêm ấy sư trải chiếc ca sa khắp 10 dặm đất. Trưởng giả thấy sư có phép thần lạ, liền dẫn vợ con ra lễ bái. Từ đây cả nhà đều quy y Tam Bảo. Hôm khác, sư đắp y mang bát chống gậy đứng trước thềm rồng, đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, xem thấy vị sư già bèn tiểu vào hỏi, thầy già ốm này là dân phương nào, tên họ là gì, đến đây có việc gì, việc chi? Sư tâu, thần là kẻ bần tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo Việt Nam tứ khí, mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi, lặn lội đến đây, cúi mong Thánh Đế mở rộng lòng thương ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo. Vua Tống hỏi, thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? Sư tâu, bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đãi này quải về. Nghe đơn giản quá, xin một đãi thôi có gì đâu.
Vua bảo phương Nam đường xa diệu vợ, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quải thì thôi. Nhà vua nghe nói đơn giản cũng đồng ý liền. Sư vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đãi. Quan giữ kho trông thấy le lưỡi lắc đầu. Vào chiều sau việc ấy cho vua, vua ngạc nhiên hối hận nhưng đã lỡ hứa rồi không biết làm sao. Sư nhận đồng xong, vua tống sai bá quan tiễn đưa sư về nước. Sư từ rằng một đãi đồng này tự thanh bình tăng vẫn sức quải nổi, không dám làm phiền nhọc các ngài tiễn đưa. Nói xong sư bước lên bước ra lấy đãi máng vào đầu gậy nhẹ nhàng mang đi. Đến sông Hoàng Hà, sư lấy nó thả xuống xuống nước, sang sông chỉ trong khoảng chớp mắt đã đến bờ. Về nước thì cái câu chuyện này mình nghe thì tưởng chừng như cái chuyện không bao giờ có, phải không? Đó là không bao giờ có cái chuyện nó lạ lùng như vậy. Nhưng mà bây giờ mình có quyền tin không? Cái đó không có, nhưng mà tứ khí ở ngoài Bắc có. Thì nói sao? Thì đây, về nước sư đến chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tổng Hải Dương, đúc một tượng Phật Di Đà thạch cao lớn. Đó là có một tượng Phật rồi. Tại Kinh Đô, nơi tháp Bảo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. Ở Phổ Lại, sư đúc một quả Đại Hồng Chung. Tại Minh Đảnh, sư đúc một cái vạc. Thì như vậy đó, thì nếu không có làm lấy cái gì về ngày đúc mấy cái tượng đó. Đó. Rồi phần còn dư, đây là còn thừa đó, đúc bốn cái đó rồi mà còn thừa. Khi đem về chùa quê làng đúc Đại Hồng Chung nặng 3.300 cân, và đúc một Đại Hồng Chung ở chùa Diêm Phước Giao Thủy nặng 3.000 cân. Công quả hoàn thành, sư làm bài tán rằng đó, khi mà làm xong công việc, ngài làm bài tán tự làm: cấp phù việt đại hải, nhất tích vạn lý trình, tống đồng nhất nang tận, phấn túy thiên câu lịch, dịch nón nổi vượt biển cả, một hơi muôn dặm đường, một đãi sạch đồng tống, giang tay xích ngàn ngựa. Nghĩa là cái đôi tay ngày ngày quái còn hơn ngàn con ngựa kéo nữa. Thì cái điều này nghĩa là nếu nói ra bây giờ thì mình không thể nào tin được, nhưng mà những cái di tích đó lại còn thì mình phải nói làm sao. Thì những cái điều đó là cái điều mà mình không có thể nào dùng cái nghĩ thường mà mình đoán ra được. Thời Vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long cả năm mới xong. Điện cực kỳ tráng lệ, bỗng trên nóc có hai con chim cáp đậu kêu to, tiếng vang như sấm. Chim cáp này có thể bây giờ chúng ta nói chim cú, chim ụt gì đó, phải không? Vua lo buồn chẳng vui, quan chỉ huy thấy thế tâu: điều này chỉ có Thông Lộ và Giác Hải mới trừ được. Vua bèn sai ông đi thỉnh sư. Ngày rằm tháng giêng, ông đến trước am sư. Sư hỏi: quan chỉ huy sao đến chậm vậy? Ông hỏi lại: sao thầy biết trước chức của tôi? Sư đáp: ta cởi trăng đạp gió, chợt vào thành vua, sớm đã nghe biết việc này. Liền hôm ấy sư đến Kinh Đô, thẳng đến điện Hưng Long. Sư tụng chú thầm, hai con chim lạ ấy nghẹn cổ chẳng kêu, giây lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho sư 1.000 cân vàng và 500 phảnh ruộng để hương quả cho chùa và phong chức quốc sư. Năm Vua Lý Thành Tâm 21 tuổi. Thì những cái điều mà của ngài làm nó hơi kỳ quái, khác hơn thiên hạ hết. Năm Vua Lý Thành Tâm 21 tuổi, 1148, bỗng nhiên mắc bệnh biến thành cọp, ngồi sớm chụp người, cuồng loạn đáng sợ. Triều đình phải làm củi vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé tên Chanh Định hát rằng:
Nước có lý thành tông, triều đình muôn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Thông. Đó, như vậy ngài là Nguyễn Minh Thông, đó, rõ ràng rồi. Triều đình sai quan chỉ quy đi đón sư. Đến an, sư cười bảo, đâu phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ quy hỏi, sao thầy sớm biết chứ? Sư bảo, ta đã biết việc này trước 30 năm. Sư đến triều vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo, bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem củi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh, lấy 100 cây kim găm vào thân vua, nói, quý là trời, tự nhiên lông móng răng đều rụng hết, thân vua hoàng phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 phánh ruộng để hương quả cho chùa, ruộng này không có lấy thuế. Thì nói rằng vua Lý Thành Tông là hậu thân của ai? Của ngài Từ Đạo Hạnh. Ngài Từ Đạo Hạnh, mà ngài Từ Đạo Hạnh lúc trước, lúc mà còn là bạn với ngài Nguyễn Minh Thông này, rồi hai người đi học đạo, đi qua cái khu rừng. Khi đó thì ngài Nguyễn Minh Thông còn dừng lại nghỉ chân, ngài Từ Đạo Hạnh đi trước, đi trước rồi mới núp để giả cọp, để cho ông này tới đặng hù hù ông này. Thì ông này ông bị hù, ông quở, ông nói sau này ông làm cọp. Bây giờ sau này ông làm cọp cho coi. Rồi cho nên là sau 30 năm ông thiện làm cọp. Rồi ông kia ông mới tìm tới cứu. Thì đó là giả sử nó có cái chuyện vậy. Cho nên khi mà ông nói rằng biết trước 30 năm là chứ phải biết mới đây, mà lúc này thì vua mới có 21 tuổi, phải không? Tức là biết trước lúc mà Từ Đạo Hạnh còn sống 10 mấy năm. Như vậy thì 9-10 năm, 9 năm, thì như vậy thì sự việc đó nó xảy ra trong cái thời mà hai người còn làm bạn nhau đó. Thì như vậy sẽ thấy rằng cái công chuyện này nó là một cái sự mà mình cũng không thể nói thế nào được. Nó có những cái lạ lùng đó. Thì như vậy đến ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Tuất 1154, Sư Quy Tịch thọ 79 tuổi, hiện nay tại tỉnh Hà Nội, huyện Thọ Xương, trước đền thờ Lý Quốc Sư vẫn còn tượng sư và có di ký danh chợ Tiên Du muôn đời hương khói phụng thờ. Đây mới là không lộ thực đó. Hồi nãy thì mình coi như ngài Nguyễn Minh Thông, bây giờ ngài không lộ thực. Ở đây nó có cái trùng lập là hai vị đều là đời thứ 9 của dòng vua Minh Thông, là cái mình không hiểu nổi. Chứ còn cái ngày sanh, cái năm tịch rồi đó thì nó khác nhau. Sư họ Dương, không rõ tên thực là gì, quê ở làng Hải Thanh. Ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề ấy đi tu đạo Phật. Phản niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065, sư theo thiền sư Hà Trạch xuất gia, cùng làm bạn với thiền sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh. Phong cách sư thoát tục, ăn mặc thế nào xong thôi, không hướng mắt vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. Thì đây là một cái hình ảnh tu hành mà không còn bị vật chất nó chi phối, sống một cách tự tại, sống đơn giản tự tại. Đó là một cái điều rất hiếm có. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay trên không hoặc đi trên mặt nước, cọp thấy phải cúi đầu, rồng lập cũng nép phục. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Đến ngày mùng 3 tháng 6 năm Hội Trường Đại Khánh thứ 10 1119, đời Lý Nhân Tông, sư viên tịch.
môn đồ làm lễ quả táng, thu tháo lợi xây tháp thờ ở trước chùa Nghiêm Quang là nơi sư trụ trì. Thì như vậy mình thấy quả là hai vị khác nhau, vị kia ở cái thời ngài Lý Thành Tông, phải không? Còn cái này thì tịch ở hồi thời Lý Nhân Tông. Tác phẩm của sư có bài kệ ngôn hoài và bài thơ Ngư Nhàn. Bài kệ ngôn hoài: cạch đắc lâm xà địa khả cư, giả tình chung nhật lạc vô dư, hữu thời trực tướng cô phong đẳng, trường kiếu nhất thanh hàng thái hư. Bài kệ mình nghe rất là mạnh mẽ. Dịch: lửa nơi rồng rắn đất ưa người, cả buổi tình quê những mãn vui, có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một hơi sáo miệng lạnh bầu trời. Ngô Tức Tố. Thì như vậy cái bài kệ này thì chúng ta đọc đó, thì thấy của ngài, nhưng mà thực ra hai câu sau đó, nếu mà quý vị có đọc Thiền Sư Trung Hoa thì hình như là quý vị sẽ nhớ của ai. Hữu thời trực tướng cô phong đẳng, trường kiếu nhất thanh thạc hàng thái hư. Thì đây là cái hình ảnh của một thiền sư Trung Hoa, mà để rồi sau tôi sẽ giải thích. Trước hết nói là cạch đắc long xà địa khả cư, nghĩa là lựa, cạch là lựa, đắc là được, long xà, long là rồng, xà là rắn, tức là lựa ở chỗ đất, mà rồng rắn là cái chỗ nên ở. Thì thường á, cái chỗ này người ta có thể nói ngài là người biết chọn địa lý, nhưng mà theo cái hiểu thường của tôi á, thì tôi thấy rằng ngài lựa những cái chỗ mà hết sức thấu, hết sức quê mùa ngài ở. Bởi vậy cho nên mới câu kế nè: giả tình chung nhật lạc vô dư. À, giả tình tức là cái tình quê. Chung nhật là trọn ngày, vui không có thừa. Như vậy thì ngài chọn những cái nơi xấu xa quê mùa ở, nhưng mà ở chỗ xấu xa quê mùa ngài cảm thấy thích thú. Thì đó đúng với cái đoạn trên ngài nói tả cái đời ngài đó, là ưa những cái chuyện mà khổ hạnh, mặt cỏ, ăn cây, vân vân. Đó là chỉ cho cái cảnh mà ngài sống rất là chật vật, nghèo khó. Chật vật, nghèo khó mà ngài cảm thấy thích, thấy vui. Rồi hai câu sau là hai cái câu mà mượn, chứ không phải của ngài. Hữu thời trực hướng khô phong đảnh, có khi thẳng lên trên đầu núi, trường kiếu nhất thanh hàng phải hư. Thì một hơi, một cái tiếng kêu, một tiếng hét làm lạnh cái bầu trời. Thì cái câu chuyện này nó xuất xứ từ câu chuyện Thiền Sư Trung Hoa mà là ngài Dược Sơn, Dược Sơn Duy Nghiễm đó. Dược Sơn Duy Nghiễm nói một hôm ngài lên trên núi, lên trên núi chơi, cái rồi có một cái mặt trăng buổi tối đó, mặt trăng sáng mà bị mây nó che tối. Ngày tối là ngày đứng ngày nhìn không thấy, một lát cái ngày nhìn lên cái thấy trăng tan mây sáng rồi, cái ngày cười to một tiếng mà phang ra cả mấy dặm, người mấy dặm mà họ cũng nghe cái tiếng cười của ngài. Như vậy thì chính cái tích đó, cho nên sau này ông Lý Tường là một vị quan đồ đệ của ngài Dược Sơn, khi ông làm cái bài thơ tặng ngài Dược Sơn mới có hai câu này: hữu thời trực tướng cô phong đảnh, trường tiếu, ở trong kia thì tiếu đó, tiếu là cười, nhất thanh hàng thái hư. Thì như vậy ở kia nói là một tiếng cười lạnh cả bầu trời, ở đây thì nói một cái chiếu làm cái kêu, nó làm cho lạnh cái bầu trời. Thì mình thấy chỉ có đổi chữ một chút thôi,
chứ còn ý bài thơ, hai câu thơ thì giống nhau. Thì như vậy để nói lên cái chỗ mà Ngài có một cái diệu dụng sống ở chốn quê mùa, nhưng mà cái diệu dụng của Ngài hay là cái tâm thể của Ngài nó không có giới hạn, nó có thể một hành động mà trùm tất cả muôn cảnh, muôn người. Bây giờ cái bài thơ Ngư Nhàn: vạn lý thanh giang vạn lý thiên, nhất thôn tan giá nhất thôn yên. Ngư ông phì trước vô nhân quán, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Tạm dịch: muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làng dâu giá một làng hơi. Ông trài mê ngủ không người gọi, tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền. Thì như vậy là nói lên cái gì? Thường thường á, các nhà sư hay dùng cái hình ảnh các ông chài, ông câu, phải không? Đậu thuyền ở bên bờ lao, để bên cái cạnh mé bờ rồi ngủ. Thì như vậy ở đây là diễn tả vừa là cảnh mà vừa là thiền. Như vạn lý thanh giang vạn lý thiên, tức là muôn dặm sông trong thì muôn dặm trời, nghĩa là cái sông mà nước trong thì sông nước trong xanh ngàn dặm, thì mình nhìn xuống sông sẽ thấy cái gì? Thấy bầu trời xanh cũng ngàn dặm, phải không? Như vậy thì để nói lên tâm mình tịnh thì cả thế gian đều tịnh. Đó, như sông trong thì thấy trời trong. Đó là nhất thôn tan giá nhất thôn yên, tức là một làng trồng cây dâu cây giá, rồi làng đó thấy có khói sáng, thấy có khói mờ. Thì đó là như là tả cảnh. Rồi ông chài bây giờ ông thảnh thơi, ông đậu ở bên cái bờ sông, ông ngủ, ông ngủ mà ngủ tới sáng không ai kêu gọi ông hết. Bất thần mặt trời lên cao, ông mới tỉnh giấc. Tỉnh giấc thì thấy cái thuyền ông đầy là tuyết. Thì như vậy để diễn tả một cái người sống ở trong đạo đến cái chỗ tự tại rồi, mà khi đã tự tại rồi thì không còn có cái phải bận biểu lo lắng rộn ràng như lúc mình chưa có thấy đạo. Cho nên diễn tả ông chài ông ngủ ngon, không có gì ai kêu gọi ông hết. Nhưng mà khi ông dậy rồi thì ông thấy thuyền ông đầy là tuyết. Đầy là tuyết thì tuyết đó là để nói cái gì? Tức là cả thuyền ông đều là chở những cái tuyết trong trắng, chứ không còn là cá, là tôm, là những cái thứ sinh vật nữa, phải không? Như vậy thì khi mà người tu đến cái chỗ đạt đạo nhàn hạ rồi thì tâm họ, con thuyền chứa tuyết cũng nói là thân họ, tâm họ nó chứa toàn những cái trong sạch, chứ nó không còn những cái quấy động cá tôm hôi hám nữa. Đó là cái hình ảnh ông chài mà cũng là hình ảnh của một thiền sư. Đến thiền sư Đạo Huệ không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 1173, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, tướng mạo đoan trang, tiếng nói trong trẻo. Năm 25 tuổi, sư theo Ngô Pháp Hòa, tức là Ngài Thông Biện, ở chùa Phổ Minh xuất gia. Ở đây sư thầm hỏi về quyền môn và thầm đắc đến chỗ Uyên Áo.
Sau khi tìm đến chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc trong huyện Thiên Du dình trụ, sư khép mình trong giới luật, chuyên tu thiền định, suốt ngày đêm không nằm, ngót 6 năm trường, cảm đến loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe pháp. Do đó tiếng sư vang dậy đến kinh sư. Đó, bây giờ đọc mấy cái này chúng ta thấy cái công phu tu của ngài 6 năm chuyên tu giới luật thiền định, chọn ngày đêm không nằm, ngồi mãi không nằm. Đó, cho nên cảm đến các loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe hành nó pháp. Thì những cái điều này bây giờ mình nghe mình tưởng chừng như không có, nhưng sự thật không phải không. Như ở trong thiền sư Trung Hoa thì quý vị nhớ ngài Pháp Dung, ngài Pháp Dung ngài tu ngồi thiền cho tới chim nó hái hoa hái trái tới nó xuống giường, phải không? Còn ở đây ngài chuyên tu cho tới khỉ vượn nó họp lại nghe pháp. Thì mình thấy thiền sư Việt Nam có những vị đạo đức cũng rất cao cả, không kém gì các thiền sư ở Trung Hoa. Như vậy rồi bây giờ đây tới cái lúc mà ngài phải đi về kinh, niên hiệu đại định thứ 20161, hoàng cô Thủy Minh có bệnh, vua sai sứ thỉnh sư vào xem bệnh. Khi sư xuống núi đi qua rừng tre, khỉ vượn đều kêu la bi thảm như quyến luyến trong sự chia ly. Khi vào cung, sư vừa đến cửa ngoài thì bệnh hoàng cô được lành. Vua Lý Nhân Tông rất vui mừng, mời sư ở lại chùa Báo Thiên trong khoảng 10 ngày. Các công săn và bạn đạo khắp nơi nghe dân sư tìm đến thăm viếng đông đảo không kể xiết. Nhân đó sư khai đường giáo hóa, không trở về núi lại. Bởi vậy nên khi đi thì khỉ vượn nó buồn bã, nó kêu la để biết rằng ngài đi là không có trở về. Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10 1173, ngày mùng 1 tháng 8 sư có chút bệnh, than rằng loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến. Cái câu này nghe dễ hiểu không? Than cái gì mà loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến? Nghĩa là khi cái thanh này nó sắp bại hoại thì đất nước gió lửa nó muốn rã rời. Đó là một hiện tượng loạn ly cái gì. Mà bây giờ đây sẽ tiếp nối đời sau là cái gì? Là ái, là giống ái. Bởi còn giống ái thì từ đó mà đến. Cho nên ngài mới nói kệ: địa thủy quả phong thức, nguyên lai nhất thiết không, như văn hoàng tụ tán, Phật nhật chiếu vô cùng. Rồi bài thứ hai: sắc thanh giữ diệu thể, bất hiệp bất phân ly, nhược nhân yếu tranh biệt, lô trung hoa nhất di. Đó, dịch: đất nước lửa gió thức, nguyên lai phải đều không, như mây lại tan họp, nhật nhật chiếu vô cùng. Đó, thì cái bài kệ thứ nhất này để nói cái ý nghĩa loạn ly lan rộng đó. Đất nè, nước nè, lửa, gió, có chỗ khác nói là sáu, tức là không và thức. Thì đây vì thơ năm chữ cho nên bớt chữ không, chỉ nói chữ thức cái sao, chứ đúng ra là sáu thứ: đất, nước, lửa, gió, rồi không, thức, gọi là lục gì đó, lục đại. Thì như vậy sáu cái đó khi nó sắp chia ly, mà khi nó sắp chia ly ngài thấy nó sao? Nghĩa là nguyên lai nhất thiết không, nghĩa là từ xưa tới giờ. Xưa, nguyên là xưa là trước,
lai là lại là hiện nay, từ xưa tới giờ phải đều không có thiệt. À, bởi vì nó hợp rồi tan là sao nó thiệt được? Đây mới cách nghĩa tại sao không thiệt. Như mây lại tan hợp, à, nghĩa là sáu thứ đó nó giống như mây, khi hợp khi tan không có gì là thiệt hết. À, Phật nhật chiếu không cần, chỉ có cái trí huệ Phật giống như cái mặt trời, cái đó là soi sáng không cần. À, như vậy thì hình ảnh đất nước gió lửa không thức ngài thấy dụ nó như là mây nổi trong hư không, còn cái trí huệ hay nói cái khác là cái tánh giác của mình nó không đổi thay, không có xuất tan hợp, giống như mặt trời giữa hư không, không có lúc nào vắng thiếu. À, rồi bốn câu dưới: sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp chẳng chia lìa. À, như vậy thì cái sắc thân này, diệu thể là chỉ cho pháp thân, sắc thân và pháp thân đó, đó nó cũng không hợp mà cũng không lìa. Tại sao vậy? Bởi vì hai cái đó nó không có rời nhau, không phải một mà cũng không phải khác. Thì nếu nó hợp thành một, mà nếu nó lìa thành khác, cho nên đây nó không thể hợp, không thể lìa. Mà nếu nó một thì sắc thân bại hoại, thì pháp thân cũng sao? Cũng bại hoại vì là một. Còn nếu nó lìa thì sắc thân với pháp thân hai cái nó rời nhau, rời nhau là cũng vô lý. Bởi vậy cho nên nói nó không có hợp mà cũng không có lìa. Nếu người cần phân biệt một cành hoa trong lò, à, lô trung nhất chi hoa, tức là một cành hoa trong lò lửa, như cái bài mình học hôm trước, hoa sen trong lò lửa đó. Nên là như vậy, lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường, nó cháy, nó thiêu đốt luôn luôn, mà trong đó vẫn còn có cái cành hoa tươi thắm. À, thì như vậy, cái thấy của các ngài nó đều giống nhau, không khác. Đến canh ba, sư im lặng mà quá, môn nhân đưa linh cử sư về cố quận làm lễ quả táng, thay tháp thờ tại chùa Bảo Khám. Núi Thiên Du lại đưa một phần xá lợi về an trí tại chùa Vạn Tuế, kinh đô Thăng Long. Như vậy hổm dài học mấy bài kệ này mình có thuộc nhiều chưa? À, đây đến một thiền sư nữa. Thiền sư Bảo Giám, à, cái năm sanh thì không biết, à, năm tịch là 1173, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Kiều tên Phù, quê ở làng Trung Thụy, tánh tình trung trực, giản dị và điềm đạm. Thời nhỏ học nho không hiểu thi thơ lễ dịch, chữ viết rất đẹp, sư làm quan đến chức cung hậu xá nhân đời Lý An Tông. Năm 30 tuổi sư bỏ quan đến chùa Bảo Phước, quận Mỹ Lương, thọ giáo xuất gia với thiền sư Đa Vân. Tạng kinh trong chùa này chính tay sư chép lại, tự tay mà chép hết cả tạng kinh. Đến khi thiền sư Đa Văn tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này. Đời sống của sư rất là đạm bạc, suốt năm chỉ mặc áo gai thô sơ, trong mình không dính một sợi tơ. Trong việc tu trì không khi nào trễ, không bao giờ trễ nải. Sư thường bảo môn đồ, muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, xong thành Phật chánh giác phải nhờ trí huệ. Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, không trúng được đích không phải do sức, nhờ do sức. Thì cái hình ảnh ngài dụ rất là cụ thể. À, người có sức mạnh kéo nổi cái cây cung cứng, bắn được mũi tên đi xa, nhưng mà nếu cái nhắm không khéo thì bắn xa có trúng đích hay không? À, như vậy thì cái bắn xa nhờ sức mạnh,
mà sức mạnh đó là ví dụ cho sự tinh tấn tu hành. Mình có tinh tấn tu hành thì có được cái tốt là có sức mạnh, nhưng mà nếu không có trí tuệ, trí tuệ là cái nhóm khéo đó, cái nhóm đúng đó, thì cái công của mình nó cũng không đạt được mục đích. Giống cũng như cái người có sức mạnh bắn được cái mũi tên đi xa mà không trúng đích. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài nói mình phải có đủ hai mặt, vừa tinh tấn siêng năng tu hành, vừa phải có trí tuệ. Hai cái đó nó nương nhau thì mới đạt được mục đích. Thì cái đoạn sau Ngài có diễn tả sơ. Đến ngày 7 tháng 5 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10, 1173, Pháp Viên Tịch sư nói kệ: đắc thành chánh giác hãng bằng tu, chỉ vị lao lung trí huệ ưu, nhận đắc ma ni quyền diệu lý, chỉ như thiên thượng hiển kim ô. Bài kệ thứ hai: trí giả du như nguyệt chiếu thiên, quang hàm trần sát chiếu vô biên, nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên. Bài kệ thứ nhất dịch: được thành chánh giác ít nhờ tu, ấy chỉ nhọc nhằn trí huệ ưu, nhận được ma ni lý huyền diệu, ví thể trên không hiện vần hồng. Ở đây Ngài nói là như tâm chữ hán, đắc thành chánh giác hãng bằng tu, chữ hãng là ít, nghĩa là được thành chánh giác không phải do cái sức cố gắng mình không, mà phải sao nữa, chỉ vị lao lung trí huệ ưu. Nếu mà mình dùng sức của mình quá đó thì chỉ là nhọc nhằn thôi, cái trí huệ cái đó mới là hơn hết. Như vậy thì chứ nếu cố gắng không thì không thể nào mà giải thoát được, không thể nào mà giác ngộ được. Như vậy thì hai cái sức mạnh là cái cố gắng tinh tấn và cái trí huệ, nó không thể thiếu một cái nào hết, mà trí huệ là ưu hơn hết. Bởi vậy cho nên trong lục độ thì có tinh tấn độ, nhưng mà lục độ cuối cùng ngũ độ trước ấy, nó không có cái độ thứ sáu là trí tuệ đó, thì không có thể nào mà viên mãn được công hạnh. Vì vậy cho nên cái trí huệ là cái quan trọng. Vì vậy mà cần phải có cái trí huệ mới là ưu. Nhận đắc ma ni quyền diệu lý, tức là mình nhận được cái lý quyền diệu, giống như hàng ngọc ma ni. Ngọc ma ni cái chỗ cũng nói là ngọc như ý đó, nghĩa là mình được nhận được cái lý huyền diệu như là được hòn ngọc như ý đó. Thì chừng đó sẽ thế nào? Chỉ như thiên thượng hiển kim ô, giống như trên cái bầu trời mà hiện ra cái mặt trời sáng rỡ sáng rực. Thì như vậy nơi mình nếu mình nhận được cái lý nhiệm màu ở bản thân mình, thì chừng đó giống như là mặt trời hiển lộ qua một cái trận mưa hay là trận mây đen. Trận mây đen nó qua rồi thì mặt trời liền hiển sáng. Thì như vậy trong bốn câu, chúng ta thấy hai câu đầu là Ngài nêu lên cái sự tu hành, cái ưu ở chỗ nào, cái khuyết ở chỗ nào. Nếu người tu hành mà nặng về cái tinh tấn không mà thiếu trí huệ thì đó chỉ là nhọc công. Vì vậy mà có trí huệ theo nữa thì cái tinh tấn nó mới thành công. Vì vậy mà trí huệ là cái thiết yếu. Hai câu sau: nếu khi mà nhận được đạo rồi thì lúc đó sẽ sáng ngời như mặt trời ra khỏi mây mù, hay là mặt trời ra khỏi những đám mưa thấy sáng rỡ. Rồi bốn câu kệ sau: trí giả du như nguyệt chiếu thiên, quang hàm trần sát chiếu vô biên. Cái trí huệ đó
trí huệ của đạo chứ không phải trí huệ thế gian. Trí huệ của đạo giống như là cái mặt trăng, nó ở trong cái bầu trời trong chiếu sáng, ánh sáng nó soi hết cả nhiều thế giới như số vi trần, không có ngần mé. Nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên. Nếu người nào cần biết thì phải phân biệt, mà nếu phân biệt á thì giống như cái gì, như là trên cái ngọn núi bị mây mù nó phủ che vậy. Thì như vậy chúng ta thấy bốn câu này nói lên cái gì? Hai câu đầu để nói lên cái trí tuệ giác ngộ của người tu, giống như là mặt trăng ở trong đêm trong trời trong, soi sáng khắp hết không có giới hạn. Như vậy thì cái tâm thể hay là cái trí tuệ sáng đó mà nếu mình vừa muốn phân biệt nó, muốn tìm hiểu nó, thì giống cũng như là cái ngọn núi mà bị mây che vậy. Như vậy thì cái trí tuệ đó cho phép mình khởi phân biệt hay không? Khởi không? Nếu khởi phân biệt thì tức là mây đã che muôn dọc rồi. Bởi vậy cho nên cái trí tuệ đó gọi là vô phân biệt trí. Vừa khởi phân biệt thì nó đã mất rồi, đã mờ rồi. Đó là cái hình ảnh mà Ngài diễn tả. Sư lại dạy, tâm ý Như Lai đều không thể được, chỉ nên gọi là vô lượng trí. Cho nên biết tâm Như Lai như hư không là chỗ nương của tất cả, trí huệ của Như Lai cũng như thế. Nói xong, sư tịch môn đồ trà tỳ thu xá lợi thay pháp thờ. Như vậy thì ở đây cái lời giải chót của Ngài, mình nói tâm ý Như Lai tức là tâm ý Phật, mình nói cái khác, tâm ý Phật của chính chúng ta đó là vô lượng trí. Cho nên biết tâm Như Lai tức là tâm Phật đó giống như hư không, tức là không có tướng mạo, không có giới hạn, là chỗ nương của tất cả, nó trùm hết. Trí huệ của Như Lai cũng như thế, tâm Phật thênh thang trùm hết, trí huệ Phật cũng vậy, cũng thênh thang trùm hết. Đó là xong đời của Ngài. Còn đến đời kế, ở đây thì bài này dễ ngắn. Thiền sư Pháp Dung không biết năm tịch, chỉ biết không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 1174, đời thứ 15 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Lê quê ở Bối Lý, là dòng dõi Ái Châu, Ái Châu Mục Lê Lương dưới thời Đường, trải 15 đời làm Châu Mục, gia tộc Vinh Hiển, cha là Quyền Ngọc, hiệu là Tăng Phá. Sư hình thái đẹp đẽ, giọng nói trong thanh, đối với Kim Văn Ngọc Kệ không đâu chẳng tán tụng. Thở bé sư theo Tăng Thống Khánh Hỷ xuất gia. Khánh Hỷ thấy sư khen là kỳ đạt, bèn đem pháp ấn trao cho. Từ đó sư mặc ý ngao du sơn thủy, tùy duyên quá đạo. Kế sư dừng ở chùa Khai Giác tới ngọn Thứ Phong, hằng ngày môn đồ tìm đến tham vấn đầy thất. Sau sư về núi Mani ở phủ Thanh Hóa, dựng ngôi chùa Hương Nghiêm rồi trụ trì. Như vậy cái đời của Ngài ở đây kể đơn sơ thôi. Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ nhất 1174, nhằm năm Giáp Ngọ ngày 5 tháng 2, chứ không bệnh mà tết. Môn nhân là Đạo Lâm vân vân làm lễ quả tán thay tháp thờ sư tại Bổn Sơn, thì ở Ngài không có để lại bài kệ bài tụng nào hết. Chỉ có Ngài kế đây mới có một bài tụng bài kệ. Vị này nữa thì nghĩ vừa. Thiền sư Bổn Tịnh 1110 sam tịch 1176, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông.
Sư Hợp Kiều quê ở Phù Diễn, tỉnh Vĩnh Chương, thời nhỏ rất hiếu học, thấu đọt được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt nhân nghĩa của đạo Nho. Sư xuất gia theo học với thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được tâm chỉ, thân chỉ thiền tâm. Năm đại định thứ hai, 1141, sư lên núi Từ Sơn tu tại chùa Bình Dương. Quan Hữu Bạch, Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của sư, kính thờ làm thầy. Sau khi nhận lời thỉnh của viên quan họ Dương trong thành đến trụ trì chùa Kiều An, sư thường phát đại nguyện. Đây là cái nguyện của ngài: nguyện con đời đời chẳng lầm tâm chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo. Đó. Cái lời nguyện này chúng ta thấy người chưa ngộ đạo rồi mà vẫn thường nguyện đời đời chẳng lầm tâm chỉ, tức là không phải đời này thôi mà bao nhiêu đời về sau nữa đối với tâm chỉ Phật pháp không bao giờ lầm. Đó, không bao giờ lầm tâm chỉ của Phật. Thì như vậy đối với các thiền sư chúng ta có thể nói là tu hạnh Bồ Tát, cho nên không có nghĩ một đời này xong mà bao nhiêu đời, dù đời này mình có thấy được đạo nhưng chỉ là một chặng, rồi bao nhiêu đời còn tiếp nối. Đó. Bởi vậy cho nên mới nguyện đời đời chẳng lầm tâm chỉ của Phật, rồi hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách. Đó. Nghĩa là mỗi khi ra đời về phần tu tự giác và phần giáo hóa là giác tha, nghĩa là lúc nào cũng tiếp tục không ngừng, không có thiếu. À, như vậy thì cái trách nhiệm của người tu tự giác giác tha đời nào có mặt thì đều làm cái bổn phận đó, không bao giờ thiếu sót, không bao giờ ngưng nghỉ, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo tức là Phật đạo. À, một đạo tức là Phật đạo đó, cũng như trong kinh Pháp Hoa nói có tam thừa nhưng cuối cùng chỉ là một Phật thừa đó, tức là Phật thừa là một đạo đó. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng rằng nghĩa là cái nguyện của Bồ Tát là luôn luôn nguyện mình ra đời được gặp Phật pháp, sớm gặp Phật pháp tu hành và đem cái sở ngộ sở giác của mình để giáo hóa chúng sinh và để đưa tất cả trở về với Phật đạo. Đó là cái nguyện của các ngài. Niên hiệu Trinh Phù năm đầu 1176 tháng Giêng, sư không bệnh gọi chúng đến dạy: nhất quỷ thạch miêu diêu vĩ địch thân xuất thử hoàng hóa vi quỷ nhược yếu phân minh kim sanh lệ thủy. Dịch: một đạo mèo đá vẫy đuôi nhảy bổ chụp chuột lại quá thành quỷ, nếu cần rành rõ vàng xong xanh xong lệ. Thì cái bài kệ này nghe dễ hiểu không, nói cái gì mình không biết phải không? Nhưng mà đây thật là chữ quỷ này thường thường ta dùng là quỷ đạo đó. Quỷ đạo tức là một cái lối mà không có suy dịch được, thành dịch là đạo. Đây là chỉ cho một cái lối, một đường, một chỉ có một con đường đó thôi mà thạch miêu như vậy, tức là mèo đá vẫy đuôi nhảy bổ chụp chuột, hết bốn câu mình mới hiểu ý, lại quá thành quỷ. Sao kỳ lạ vậy? Như vậy là nói cái gì? Mèo đá mà có vẫy đuôi không? Vẫy lúc nào? Đá là mèo đá thì không có cục cựa, không có nhúc nhích, phải không? Mà có nhúc nhích có cục cựa là hết mèo đá rồi. Đó là để nói chỉ có một con đường, một con đường đó là chúng ta phải cái tâm yên tĩnh bất động giống như con mèo đá. Nó là phải yên tĩnh bất động như mèo đá. Mà nếu mà mèo đá vẫy đuôi á
Tức là trong cái thể yên tĩnh đó mà giấy động, giấy động á, thì để mà chụp chuột, tức là đuổi theo ngoại trần á, thì sao? Thì thành quỷ, tức là đi trong lục đạo rồi. Như vậy thì mới thấy rằng con đường duy nhất của chúng ta, nhất quỷ tức là con đường duy nhất của chúng ta, phải như là con mèo đá. Tức là mèo là nó ưa nhảy, ưa chụp chuột, mà mèo đá thì không có chụp chuột, nó là vẫn đứng yên. Thì cái đó là để nói chỉ có một con đường tâm bình, tâm bình thị đạo đó. Mà bây giờ nếu cái tâm bình đó mà vừa giấy động á, thì giống như con mèo đá mà vẫy đuôi, mà giấy động rồi á, thì động chạy theo cái gì? Mèo thì chạy theo chuột, còn tâm mình động thì chạy theo sáu trần. Mà nếu chạy theo sáu trần thì đó là đi trong lục đạo, nên trở lại quá thành quỷ. Chỗ này nếu mà mình cần phân biệt cho rõ đó, thì như vàng chìm sông Lệ. Ở sông Lệ có vàng, có cát lẫn lộn, phải không? Mà mình muốn biết vàng thì phải lọc cát ra mới thấy vàng. Đó là cái ý của Ngài nói rất là rõ. Rồi bài kệ kế: Nguyễn thân bổn tự không tịch sanh, du như cảnh hình tượng, giác liễu nhất thiết không nguyễn thân, tu du chứng thật tướng. Dịch: Thân nguyễn vốn từ không tịch sanh, dường tở trong gương hiện bóng hình, giác rằng tất cả không thân nguyễn, chớp mắt liền hay chứng tướng chân. Nghĩa là cái nguyễn thân này nó từ chỗ không tịch sanh. Bây giờ tất cả chúng ta trước khi có thân, thân này lúc đó làm sao? Nó là không, phải không? Rồi duyên hợp lại mới có. Cho nên từ không đợi duyên hợp mới có, tức là gọi là từ không tịch sanh. Mà đã duyên hợp mới có thì nó có là tướng giả dối, giống như hình tượng hiện ở trong cái gương, nó không có thiệt. Mà đã thanh đã không thiệt rồi, mình phải biết rõ nó là không thiệt, cho nên mình phải giác ngộ rõ ràng tất cả cái thanh này nó là không, nó như quyển, không có thiệt. Mà nếu giác ngộ thân này là không, là như quyển rồi, thì chỉ bao lâu? Trong khoảng chốc lát thôi thì liền chứng được thật tướng. Còn nếu mà thấy thân này là thiệt á, thì tu hành khó mà đạt được thật tướng. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tu hành, ai mà còn thấy cái thân là thiệt, thiệt tức là còn có ngã, mà còn có ngã thì tức là không bao giờ thấy đạo. Bởi vậy cho nên thấy thân nó quyển quá cho nên mình không có mê chấp nó. Mà không mê chấp nó thì đó là mình thấy được cái tướng chân thật của đạo. Nói kệ xong, sư thị tịch thọ 77 tuổi. Rồi, tới đây nghỉ được chưa? Tới thiền sư Giác Hải. Khoảng thế kỷ thứ 11, 12, đời thứ 10 chồng vua Ngôn Thông, sư họ Nguyễn quê làng Hải Thanh, thở nhỏ làm nghề chài lưới, thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lên đên trên khắp sông Hồ. Năm 25 tuổi, sư dứt bỏ thế nghiệp, xuất gia làm tăng. Ban đầu, sư cùng thiền sư Không Lộ đồng thờ thầy Hà Trạch ở chùa Diên Phước, Hải Thanh. Sau sư lại kế thừa dòng pháp của Không Lộ và trụ trì luôn chùa này. Đời vua Lý Nhân Tông 1072-1157, sư cùng Thông Quyền bị triệu vào hầu. Bỗng đâu có hai con cắt kè, cắt tiếng kêu chát tai. Vua bảo Thông Quyền làm cho nó đừng kêu.
Thông Quyền thầm niệm thần chú, một con rơi xuống. Thông Quyền cười nhìn sư, sư bảo để lại một con cho Sa Môn. Sư chú mắt nhìn nó, chốc lát nó cũng rơi xuống. Nhà vua kinh dị, làm thơ tặng: giác hải tâm như hải, Thông Quyền đạo hữu quyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thành tiên. Dịch: giác hải tâm như biển, Thông Quyền đạo lại quyền, thành thông gồm biến hóa, một Phật một thành tiên. Đọc qua những cái đoạn này thì chúng ta thấy có hai điều. Điều thứ nhất là Ngài sống bằng mà người ta nói người làm nghề chài lưới là người đó ít có phước, phải không? À, nghiệp sát sanh nhiều. Vậy mà Ngài từ cái nghề chài lưới mà Ngài bỏ, Ngài đi tu rồi cũng được đạo, chứ không phải nói rằng cái nghề xấu, nghề dở là tu không được đạo. Bởi vì nếu một khi mình đã tỉnh, đã giác thì những cái nghiệp thế gian nó cũng theo đó mà nó chuyển. Cho nên mình không có cái mặc cảm là cha mẹ làm những cái nghề tầm thường là mình tu không đắc đạo, phải là những người giao thế lớn này kia tu mới đắc đạo, không phải như vậy. Còn điểm thứ hai là chúng ta thấy cái thời xưa kính trọng người tu phần lớn là kính trọng ở cái quyền quý. Như câu chuyện này thì một người niệm chú con cắt kè nó rơi, một người nhìn con cắt kè nó rơi, thì con cắt kè nó rơi đó là hai cái công dụng mà chúng ta hiểu là nói là thần thông hay là nói là cái quyền quý gì đó mà được có kết quả, do đó mà vua kính trọng. Thì hai cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó thuộc về cái phần quyền bí quá, nó chưa có cái thực tiễn đạo lý. Nên đọc mấy cái này thì chúng ta chỉ mới thấy Ngài được kính trọng qua cái thành biến, chứ chưa có thấy Ngài diễn tả cái chỗ thấy đạo thế nào. Sư nổi tiếng khắp thiên hạ, tăng tục đều quý kính, vua nhân tâm mỗi khi ra chơi hành cung hải thanh đều ghé chùa thăm sư. Một hôm vua hỏi: phép chơn thần túc có thể được nghe chăng? Sư liền hiện tám phép thần biến, thân vọt lên hư không cách đất vài trượng, chợt lại trở xuống, vân vân. Nghĩa là tám thứ thần thông, hoặc là bay trên hư không, hoặc là chung xuống đất, hoặc là đi trên nước, vân vân. Tám cái đó là tám cái thứ thần biến mà mình gọi là thành túc thông đó. Thì Ngài thực hiện cho vua thấy. Cái điều này thì nếu mà nói theo cái luật lệ nhà Phật thì cũng bị Phật quở. Quở không? À, Phật quở. Nhưng mà đây là cái trường hợp có lẽ hơi đặc biệt, vì nhà vua hồi xưa nhà vua đòi cái gì thì mình khó từ chối được. Mà hồi Phật còn tại thế thì muốn làm cái gì hiện thần túc thông thì phải xin phép Phật cho mới được hiện. Nhưng mà thời của Ngài thì Phật đâu còn nữa xin phép, thấy không? Mà nhà vua đòi thì buộc lòng Ngài phải thực hiện. À, vua và quần thần vỗ tay khen ngợi. Từ đó vua ban sư tự do ra vào cung vua. Đến đời vua Lý Thành Tông 1128-1138 nhiều lần triệu vào cung, nhưng sư từ chối, viện cớ già bệnh chẳng đến được. Có vị tăng hỏi: Phật và chúng sanh ai khách ai chủ? Sư dùng bài kệ đáp: liễu dụng nữ đầu bạch, báo nhĩ tác giả thức, nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao mặt khách. Bài kệ này dễ hiểu không?
Đấy. Chúng sanh với là Phật và chúng sanh, ai là chủ, ai là khách? Nếu theo mình thì mình nói Phật là chủ, phải không? Chúng sanh là khách. Mà Ngài không nói như vậy. Ngài nói liễu dụng nữ đầu bạch, báo nhĩ sát giả thức, nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao Phật khách. Nói rằng liễu dụng, liễu tức là rõ, là sáng, dụng là mình sáng sủa mà ứng dụng được á. Nữ là chỉ cho một người con gái mà đầu bạc à, nếu sáng suốt ứng dụng thì thấy người con gái là đầu bạc, mà con gái là con gái mà đầu bạc là bà già, nghĩa là sao? Thì như vậy để thấy Phật với chúng sanh không có hai, phải không? Bà già với con gái tuy nói là hai mà có hai không? Hồi nhỏ là con gái nhưng lớn là thành bà già, đâu có phải là hai người. À, bởi vì cái người hỏi này thấy như Phật và chúng sanh là hai, người khách người chủ là hai cái khác. À, thì Ngài trả lời một cách khéo léo rằng nếu mình khéo hiểu, khéo dùng á, thì chính nơi chúng sanh là Phật, à, cũng như con gái tức là bà già, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà mới nghe qua thì thấy nó lạ, cái câu trả lời rất là khó hiểu. Báo nhĩ tác giả thuyết, tức là bảo cho ông tác giả khéo mà biết được chỗ đó đó. À, nhược vấn Phật cảnh giới, nếu mà hỏi cảnh giới Phật thì long môn tao mặt khách, tức là người khách tao mặt ở cái long môn. Long môn tức là cái cửa mà cá mà nhảy nó quá rộng đó. À, thì đây tạm dịch biết dùng gái đầu bạc, bảo ông người khéo biết, nếu hỏi cảnh giới Phật long môn khách tao nhã, lúc sắp tịch khi gọi chúng nói kệ, tương lai qua điệp thiện tri thì, qua điệp ưng tu cộng ứng kỳ, qua điệp bổn lai giai thị quyển, mạc tu qua điệp hướng tâm trì. Dịch: xuân về qua bướm gặp nhau đây, qua bướm phải cần hợp lúc này, qua bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm qua thay. À, xuân lai qua điệp thiện tri thì, tức là mùa xuân về thì qua nở, và con bướm nó cũng biết cái thời cơ để mà nó tìm qua hút nhụy. Thì như vậy qua và bướm nó gặp nhau ở trong lúc mùa xuân, bởi vậy cho nên qua điệp ưng tu cộng nhất ứng kỳ, tức là qua và bướm nó gặp nhau đúng cái thời kỳ mùa xuân qua nở. Như vậy thì qua và bướm ở đây muốn nói cái gì? Tức là nói người và cảnh, cảnh và người, hay nói cách khác, hay những từ chuyên môn của nhà Phật là y báo và chánh báo. Hai cái đó nó theo nhau, nó không có tách rời nhau được. Nhưng mà kế cuộc thì sao? Qua điệp bổn lai giai thị quyển, mạc tu qua điệp hướng tâm trì. Qua là chỉ cho cái cảnh là y báo, điệp là bướm chỉ cho chánh báo. Y báo với chánh báo hay là con người và ngoại cảnh, xét cho cuối cùng đều là quyển quá chứ không có thiệt. Nó là thấy đó rồi mất đó, chứ không có phải bền, không phải lâu dài. Đó. Mà cái chỗ quan trọng tối thượng là hoạt tu qua điệp, đừng có cần đến qua và bướm, tức là đừng có chấp người và cảnh, mà chỉ hướng về tâm mình mà giữ. Hướng tâm trì tức là trở về tâm mình mà gìn giữ, vì đó mới là cái chủ.
Như vậy thì qua bốn cái câu kệ này, chúng ta thấy Ngài dùng hình ảnh của hoa, của bướm mà để nói lên cái sự tu hành của cái người đạt đạo. Người đạt đạo không có mắc kẹt ở cảnh, tức là pháp, ở người, tức là ngã. Ngã pháp hai cái nó đều là không thiệt, mà chính cái tâm thể bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái thực, là ông chủ. Bởi vậy cho nên mình phải trở về đó, đừng có mắc kẹt ở hai cái kia. Thì như vậy chúng ta thấy bốn câu kệ Ngài nói rất rõ. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống góc đông nam thất sư, sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch. Vua hạ chiếu quyên 30 hộ để cúng dường hương quả. Hai đứa con sư cũng được ân thưởng làm quan, tức là hồi ổng đi tu 25 tuổi, tức là ổng đã có hai người con rồi, ổng mới xuất gia, phải không? Đó, chứ không phải hồi còn đồng niên. Bởi vậy cho nên sau này thì nhà vua mới thấy ổng là cái người có đức có hạnh, rồi mới ân thưởng cho những đứa con có được cái ân của nhà vua làm quan. Đó là một vị. Bây giờ tới Thiền Sư Ký, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lê tên Thước, dòng dõi Ngữ Mang Vương, triều Lê Đại Hành, quê ở Phong Châu. Ông nội tên Thuận, làm quan triều Lý, chức Trung Thư Đại Liêu Bang, kết duyên với công chúa Kim Thành. Ông thân sinh sư tên Thích, làm quan chức Minh Tự. Người anh tên Kiếm, bổ chức Tam Nguyên Đô Tuần Kiểm và Châu Mục. Thở nhỏ sư vẫn theo nghiệp Trường Ốc, thi đỗ tiến sĩ, xung chức Cung Hậu Thư Gia. Năm 27 tuổi, sư theo ông anh đến pháp tịch của Thiền Sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp làm ra như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như điện, phải quán sát như thế. Bỗng nhiên sư cảm ngộ, bèn nghĩ: sáu lời nói trên của Đức Như Lai chẳng phải luống dối, bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư quyển không thật, chỉ có đạo mới là chân thật, ta còn cầu cái gì? Nhà nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con, Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh Văn Bồ Tát. Hai lối dạy tuy có khác, tự trung chỉ vì một mối mà thôi, nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy. Nghĩ sâu xong, sư xin cạo tóc xuất gia. Đó. Thì đến cái vị này đi tu, nó có cái kỳ đặc hơn là Ngài được làm quan mà tới 27 tuổi, rồi được nghe giảng một đoạn trong kinh Kim Cang mà ông thức tỉnh. Thì cái câu nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, thì thường thường trong kinh luận nói cái pháp hữu vi. Hữu vi mình nói hữu vi dịch làm ra thì nó cũng hơi nhẹ đi. Thế chứ hữu vi, thường thường nó hữu vi thì nó cái gì có sanh, trụ, dị, diệt thì cái đó đều gọi là pháp hữu vi. Còn cái nào không có sanh, trụ, dị, diệt đó là pháp vô vi. Thì tất cả cái gì có sanh ra rồi dừng một thời gian, rồi nó biến đổi, rồi nó tiêu diệt,
tất cả cái đó đều gọi là pháp hữu vi hết. Mà những cái đó đều là mộng, mộng là một, quyển là hai, bào là ba, ảnh là bốn, lộ là năm, điện là sáu, là sáu thứ. Nghĩa là các pháp hữu vi nó đều giống như là giấc chiêm bao, như đồ quyển hóa, như cái bọt, như hòn bọt, như cái bóng, như sương mù, như điện chớp. Nên là thấy rõ trong Kinh Kim Cang Phật nói như vậy. Cho nên Ngài mới cảm ngộ, mà cảm ngộ Ngài mới nói cái câu này: sáu lời nói trên của Đức Như Lai chẳng phải luốn dối. Đó, chúng ta thấy nghe cái điều này, thầy chúng ta thấy Ngài rất là có đủ cái duyên lành nhiều đời. Chỉ cần bốn câu mà Ngài đã thấy được cái lẽ thật của đạo. Sáu cái lời nói đó tức là mộng, quyển, bào, ảnh, lộ, điện, phải không? Đó. Thì sáu cái đó thì không phải là dối. Bởi tại sao vậy? Bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư quyển, không thật. Nghĩa là tất cả các pháp ở trên thế gian này có cái nào mà thật ở đâu? Nhất là chúng ta truy cứu về lịch sử, thì những cái gì còn ghi trên lịch sử chúng ta tìm tới thì bây giờ còn cái gì? Chỉ còn lại những cái thì hình ảnh điêu tàn, phải không? Chứ còn người và cảnh mà trong kinh sách kể lại nó không còn nữa, hoặc nó còn cũng là mấy bao nhiêu lần đổi thay chứ nó không có phải nguyên vẹn. Đó, thì như vậy thì pháp thế gian có cái nào thiệt đâu, chỉ có đạo mới là chân thật. Mà như vậy thì cả pháp thế gian không thật, đạo mới chân thật, thì giờ ta nên tìm cái gì, nên cầu cái gì? Cầu cái thật hay là cầu cái không thật? Bởi vì vậy cho nên Ngài đặt câu hỏi: ta còn cầu cái gì? Danh lợi và dân dân ở thế gian nó không thật. Bởi vậy nên rồi đây lời Ngài bình về Nho và Phật. Nhà Nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con, tức là trung hiếu. Còn Phật Pháp thì giải rõ công đức Thanh Văn Bồ Tát. Thanh Văn tức là tứ quả Thanh Văn, Bồ Tát là giác ngộ. Đó. Thì hai lối tuy có khác, tự trung chỉ về một mối mà thôi, đó là một lối nói. Nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, giết chóc có không? Ngoài Phật giáo không thể được vậy. Đó. Như vậy thì Nho không thể đưa người ta tới qua khỏi cái khổ lớn sanh tử, Nho không có thể đưa người ta tới cái giết chấp có không. Chỉ có Phật giáo mới đưa mình ra khỏi sanh tử, đưa mình ra khỏi cái chỗ chấp có, chấp không. Nghĩ xong, sư liền cạo tóc xuất gia. Như vậy thì cái xuất gia của Ngài là Ngài nhận định thấu đáo và lý đạo, phải không? Hiểu rồi mới đi tu. Sau khi được tâm ấn, sư thẳng vào núi Từ Sơn, tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền định, chuyên tu khổ hạnh, thệ trọn 6 năm. 6 năm khổ hạnh, học theo gương Đức Phật ở núi Từ Sơn. Một hôm sư đang ngồi, thấy con cọp đuổi con nai chạy đến. Sư dụ bảo chúng: tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các ngươi chớ nên hại nhau. Cọp nghe lời sư cúi đầu sát đất nhận quy y rồi đi. Thì cái điều này kể lại thì chúng ta chỉ nghe, chứ còn thực ra thì nếu được như vậy thì nó quá sức tưởng tượng của mình, phải không? Nghĩa là giả sử mình ngồi thiền mà thấy con cọp rửa con nai đi ngang thì mình lúc đó làm sao?
lúc đó hoảng hốt chạy, còn nếu gan hơn chút nữa thì nhắm mắt ngồi gồng mình phải chịu, phải không? À, còn ngài thấy như vậy, ngài lại còn khuyên nó, mà khuyên nó rồi nó lại phát tâm quy y, thì cái điều đó để nói lên cái đức cao dày của ngài, nghĩa là chúng sinh nó đều cảm mến hay là kính phục. Mãn 6 năm đi xuống trên núi Cách Am tên Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa, tín thí bốn phương dân lễ cúng dường chất đầy cả am. Hồi xưa thì nghe núi Từ Sơn, tôi không biết ở đâu, bây giờ tôi biết núi Từ Sơn rồi. Quý vị mà bắt biết Từ Sơn chỗ nào không? Đó là không có, ở Hải Hưng, tức là Tiêu Sơn và Từ Sơn ở gần nhau, ở bên này là núi Tiêu Sơn, ở bên kia là núi Từ Sơn. Chính là chỗ đó mà Tiêu Sơn là chỗ của ngài Thiền Sư Vạn Hạnh. Như vậy thì mình thấy đi tới tận nơi mới biết các cái hình ảnh mà người xưa tu. Thực ra thì cách Hà Nội không xa, chừng 50-60 cây số thôi. Mãn 6 năm thì xuống trên núi Cách Am tên Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa, tín thí bốn phương dân lễ cúng dường chất đầy cả am. Ai nấy là cúng quá nhiều. Quanh núi có bọn hoang rợ tụ tập nhau làm trộm cướp. Mỗi khi sư đi ra ngoài, thường có con cọp lớn nằm duỗi chân trước cửa am. Cả trộm thấy thế chẳng dám xâm phạm, chúng lại cầu xin sư chỉ dạy đạo lý. Những người được sư dạy dỗ trở về con đường lương thiện rất nhiều. Đó là cái lối giáo hóa những cái kẻ hung hăng, những cái người không có đạo đức. Điều lý hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời sư về kinh mà sư đều từ chối. Quan Phụ Quốc, Thái Quý Tô Hiến Thành và Thái Bảo Ngô Hòa Nghĩa đều xin làm đệ tử sư, mà suốt 10 năm chưa từng biết mặt thầy. Bỗng một hôm thầy trò gặp nhau rất hoan hỷ, vừa hỏi thăm xong sư bèn nói kệ dặn dò. Nghĩa là hai ông quan lớn Điều Lý mến kính xin làm đệ tử ngài, mà chưa từng 10 năm mà chưa gặp ngài. Mình bây giờ mà nếu mấy ông quan lớn xin làm đệ tử mình thì chừng mấy bữa gặp mình xin là tới liền, phải không? Còn ngài nghĩa là như vậy thì mới thấy cái tinh thần của người xưa, vua mời không đến, quan quy y mà cũng không có muốn gặp. À, đến khi gặp thì ngài liền dặn dò: ký hoài sức tố dưỡng hung trung, văn thuyết vi ngôn ý diệt tùng, tham dục trước trừ thiên lý ngoại, hy di chi lý nhật bao dung. À, cái bài kệ này nói ký hoài, chữ ký là đã, hoài là ôm ấp ở trong lòng, trước tố, tố là trong trắng, à, tố là một thứ trắng, giải trắng rồi đó. Đã ôm ốc áp ở trong lòng những cái hay, cái tốt thì dưỡng hung trung, nuôi dưỡng ở trong tâm mình, ở trong lòng mình. Văn thuyết vi ngôn ý diệt tùng, tức là nghe cái lời nói nhiệm màu, chữ vi đây là nhiệm màu, thì ý vui vẻ mà theo. À, người mà đã ôm ấp cái lòng tốt hay là cái đạo lý ở trong lòng mình thì nghe những cái lời cao siêu màu nhiệm của Phật thì phải vui vẻ mà làm theo. Làm theo phải thế nào? Tham dục trước trừ thiên lý ngoại, thi di chi lý nhật bao dung. Nghĩa là cái lòng tham dục của mình
mình trước trừ, tức là mình đuổi, mình dẹp nó ra ngoài ngàn dặm, tức là quăng ném cái lòng tham dục ra ngoài ngàn dặm. Thì cái lý hy di là cái lý mà nó thênh thang rộng lớn, đó là dùng cái từ của bên lão. Hy di tức là chỉ cho những cái rộng lớn, nghĩa là càng ngày nó càng thênh thang, nó bao dung hết. Thì như vậy, tóm lại bài kệ này, ngài dạy hai người đệ tử rằng nếu người mà đã có cái tâm tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng Phật ở trong lòng mình rồi, thì ân của Phật pháp thì mình phải làm theo, vui vẻ làm theo. Mà vui vẻ làm theo phải làm bằng cách nào? Tức là phải dẹp trừ cái lòng tham dục đi. Nếu lòng tham dục mà dẹp được rồi á, thì cái lý đạo thênh thang nó sẽ bao trùm hết, không có thiếu. Rồi ngài nói thêm hai câu rất ngắn nữa: đạm nhiên tự thủ, di đức thị vụ. Đạm nhiên tức là đạm, là đạm bạc, người sống đạm bạc, tự giữ một cái tư cách sống đạm bạc, không có nhiễm danh nhiễm lợi. Di đức thị vụ tức là lấy cái đạo đức làm cái nhiệm vụ của mình, làm cái trách nhiệm của mình. Đó là lời răn dạy hai ông quan. Rồi đến sau ngài lại còn làm thêm một bài kệ: thiện ngôn quyền quyền nhất cú, tâm vô bỉ ngã, ký tuyệt hôn mai, nhật dạ cắt dáng, vô hình khả trụ, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. Thiện ngôn quyền quyền nhất cú, tức là cái lời lành tha thiết. Một câu, chữ quyền quyền đó là nó là thống thiết hay là tha thiết, nói một câu sao? Tâm vô bỉ ngã, tức là trong tâm mình không còn chấp có ta có kia, hay là có ta có người. Thì ký tuyệt hôm ai thì đã dứt được cái mờ mịt tối tâm. Nếu tâm mà không có chấp ta chấp người thì nó sẽ dứt hết những cái tối tâm, cái mờ ám ở trong. Nhật dạ trắc giá, nhật là ngày, dạ là đêm, trắc là lên, giáng là xuống. Vô hình khả trụ tức là nó không có cái hình dáng nào có thể dừng trụ. Đó là nói rằng nếu cái người nào mà trong tâm không còn có bỉ thử nhân ngã, những người đó đã giết được những cái mờ mịt, thì cái tâm của người đó, nghĩa là ngày đêm gì lên xuống tới lui tự tại, không có hình không có tướng, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú, tức là như là vang như là bóng, có thể tìm được. Thì như vậy đó, để nói lên rằng cái người nào mà dứt được cái tâm vị thử thì tức là dứt được cái mờ mịt của trong cái vô minh mờ mịt của mình, thì người đó cái tâm của họ là thăng giáng hay là tới lui không ai tìm ra, không ai thấy được. Đó là để nói tới cái chỗ đó nó mới thoát được tướng, được hình. Thì đây tạm dịch: đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, nghe nói lời màu ý thích mong, vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, lý nhiệm càng ngày càng bao dung, đạm bạc tự giữ, chỉ đức làm là vụ. Lời lành tha thiết một câu, lòng không bỉ ngã, đã dứt bụi mù, ngày đêm lên xuống, không hình khá trụ, như bóng như vang, không vết khá đến. Đó là cái lời răn dạy của ngài đối với hai cái người đệ tử làm quan.
Nói xong, sư chắp tay ngồi ngay thẳng, vui vẻ thị tịch các công khanh và đệ tử, gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi. Bởi vì nếu mà đau nằm ì một chỗ 5 năm, 7 năm á, chết người ta có khóc gào cả núi không? Chắc ít cho khóc lắm, nuôi cực quá mà, phải không? Sống ngày nào khổ thiên hạ ngày nấy, cho nên rồi chết người ta ít có khóc. Còn sở dĩ đương ngồi, đương dạy, đương nói rồi bỗng nhiên tịch mà không khóc cho được, nghĩa là cái xúc cảm nó không thể dừng nổi. Đó là cái lẽ thật. Đó là cái hình ảnh của Ngài mà chúng ta thấy từ cái khi xuất gia cho đến lúc tu hành đều là cái gương sáng để mình bắt chước. Do hiểu đạo rồi mới đi tu, từ địa vị ông quan mà khi xuất gia rồi thì khổ hạnh, khổ hạnh cả 6 năm. Sau khi khổ hạnh rồi thì vua chúa mời không đến, các ông quan quy y mà cũng không cần gặp, thì như vậy mới thấy con người không có kẹt ở danh ở lợi mà chỉ nghĩ tới cái đạo thôi. Đó là qua cái đời của Ngài.